Đây là cái thứ tư rồi cả nhà ơi, hồi hộp quá. Đấy, thôi rồi đấy, không biết sao đây nữa. Có không? Cá bóng đá nhiều lắm. Ua, nhiều ha. Ui, cá bóng đá này, trời ơi. Ua, cá này là kho tiêu đúng bài nhỉ. Đâu, 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 đâu. Đến bên này. Vào đó, vào đó, xem. Cá bóng đá với cái con cá. Cá bóng đá kìa. Ồ, cá bóng đá nhiều ấy. Ui, ui. Đấy, nhiều nha. Đấy. Ô trời ơi. Cá đống luôn nha. Cái này phải cả chén đó nha. Đây phải chén. Đấy. Mà cơ mời mới cơ. Ui, này. Thích thật đấy. Ôi. Đây nha. Cái này có phải là họ nằm gỏi ăn sống không nhỉ? Không biết nữa. Nè, to nha. Con này đang lấy đại nha. Đã. Cá bóng đá này cả ơi. Đưa, 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 đưa cái... ấy vô đi. Thằng này trúng trúng mánh rồi, để điều ra. Mà cái lọ cá giống như con lươn kia nhiều nhỉ? Nhiều không ạ? Lọ cá đó cá chặt đúng rồi. Thấy nó giống. Ừ. Giống giống. Rồi, theo qua đây, để đây. Đấy, đã nha. 10 ly đấy. Cái bóng này giờ mình làm gì nhỉ? Nghỉ ngay tới món ăn luôn đi. Đấy, đã nha. Ui. Mình ngay tới món ăn luôn đi. Trưa nay ăn cá không đủ no nhỉ? Ngày cá thì... đâu? Đây luôn. Gác ong chỗ đây. Bắt luôn rồi. Chỗ đây. Cho nó nhanh này. Ui, nè. Nè. Cá đóng luôn nè. Ui, ui. Ui trời ơi. Đã quá. Ở trong nó đây. Cho cho. Wow. Đấy chưa? Sắp đầy ống rồi. Một người bắt một người giữ cho nó chắc ăn đi. Đấy, vô đi. Ủa xong hết đúng không? Ống. Này. Cá bóng đá này cả nhà ơi. Ừ. Ô, đấy chưa? Đấy chưa? Đấy. Đấy, thò được máy vào trong rồi đấy. Đấy. Đấy, nó nồng nọc cũng đầy luôn nha. Thôi đi Huy. Đấy. Wow. Kia nữa kìa, dưới nữa kìa nè. Wow. Đóng đóng luôn kìa. Ừ. Kinh khủng đã thật đấy. Thôi đi, thôi đi. Đang được. Hơn chén đó nha. Hơn đấy. Ừ. Mấy ốc rồi. Thôi. Còn một cái nữa. Ui à, đầy luôn này. Đầy luôn này. Đấy. Thôi đi Huy. Thôi đi, ở đây, đấy. Đấy, ở đi. Hốt cái đóng đi luôn này. Đấy. Đi đây, đi đây. Hút, đưa hai tay vô hút lên. Đấy, dùng thôi, dùng thôi. Nhiều. Đấy, cả đống luôn rồi, mình góc đây nè. Này có mà hơn một chén. Trời ơi. Ui ơi, đại chưa. Thôi bỏ vô đi. Trúng bánh rồi. Trúng bánh. Không nghĩ nhiều như thế. Đợt trước mình đánh ở đây mà dưa thôi. Ừ, được rất ít mà. Đợt này sao nhiều thế. Đây này. Cá này ra chợ mua không bao giờ có. Không có chứ. Bắt không đủ ăn mà sao có đâu bán. Đã quá.